Hân hỉ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phòng Thể Lục Tài. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông may mắn. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ giúp bạn nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình. Qua phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, quý vị sẽ biết được vận hạn, khó khăn cũng như cơ hội của mình, từ đó có những bước đi chính xác và vững chắc cho năm mới. Tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính: tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu theo năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mà luận giải. Qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cũng sẽ tiết lộ cho thiên cơ quý vị, giúp quý vị có những bước đi đột phá, đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sao hạn tử vi cho quý vị. Sau đây là phần luận giải cho những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản mệnh nữ mạng tuổi Quý Hợi 1983 có ngày sinh trong khoảng ngày 13 tháng 2 năm 1983 đến ngày 1 tháng 2 năm 1984 tính theo dương lịch, cầm tinh con lợn. Giải nghĩa can chi của tuổi 1983 có nghĩa là lâm hạ chi chư, lợn trong rừng. Người sinh năm 1983 mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Xét theo ngũ hành, bản mệnh 1983 mệnh thủy nên tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó ta có thiên can quý bình hòa với thiên can giáp địa chi hợi bình hòa với địa chi thìn, như vậy là rất tốt. Trong năm 2024 này, thời vận của nữ mạng Quý Hợi gặp hoàn cảnh thuận lợi để phát triển. Song hành với đó là những thử thách cần vượt qua. Do đó, bản mệnh nên biết giữ mình, chậm mà chắc, tránh việc mạo hiểm. Vận trình tử vi nữ mạng tuổi Quý Hợi 1983 trong năm Giáp Thìn có người giúp đỡ tương trợ vượt qua khó khăn. Chỉ cần bản mệnh biết xây dựng kế hoạch cụ thể, mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện thì sẽ gặt hái thành công. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp, năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Hợi 1983 sẽ cảm thấy hài lòng với những thành quả đạt được của bản thân. Mọi sự cố gắng, nỗ lực trong công việc đều được đền đáp. Nữ Quý Hợi nếu thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp, thân thiện với mọi người ở nơi làm việc thì sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Song song với những thuận lợi, công việc sẽ gặp một số thử thách nhất định. Đối diện với thực tại, bản mệnh lại càng không ngừng tu dưỡng tâm tính, khiêm tốn học hỏi và tạo dựng uy tín cho chính mình. Có rất nhiều việc không cần thiết tranh giành, bởi cái gì là phúc phận của mình thì sẽ không ai chiếm đoạt được. Về phương diện tài chính, trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Hợi khá ổn định. Nguồn thu nhập vẫn đều đặn tăng trưởng, năng lực kiếm ra tiền của bản mệnh Quý Hợi 1983 rất đáng trân trọng. Kể cả khi cuộc sống phú quý, dư giả cũng cần duy trì được sự giản dị và tiết kiệm. Nữ Quý Hợi hãy yêu thương chính mình, đầu tư tiền bạc đúng cách cho bản thân, gia đình. Đặc biệt nên chi tiêu vào các khía cạnh như sức khỏe, kiến thức, giảm khoản chi đến từ vui chơi, mua sắm. Về phương diện tình duyên, gia đạo, trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Quý Hợi êm ấm, hòa thuận. Đối với con cái, bản mệnh biết lắng nghe, nhẹ nhàng khuyên bảo để con ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Đối với chồng, nữ Quý Hợi bao dung, chia sẻ và thấu hiểu thì đời sống hôn nhân được hạnh phúc viên mãn. Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình thì cần có bàn tay của người phụ nữ đảm đang, chu toàn, đức hạnh. Nữ Quý Hợi nếu sống biết trên kính dưới nhường, không tranh luận đến cùng với bất kỳ ai, tôn trọng người thân thì gia đạo hòa thuận, đón nhận được nhiều phúc khí. Về phương diện sức khỏe, bước sang tuổi 42, nữ mạng Quý Hợi nên quan tâm chăm sóc tốt hơn đến tinh thần và cơ thể của mình. Khi tâm trí thoải mái, sáng suốt, mệnh chủ sẽ nhìn ra được ưu nhược điểm của chính mình và từ đó khắc phục. Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Hợi 1983 nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt hàng ngày. Bản mệnh nên vận động thường xuyên, ngủ sớm để trẻ hóa cơ thể, ăn uống lành mạnh để duy trì năng lượng tích cực và sức sống bền bỉ cho cơ thể mình. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nếu mạng tuổi Quý Hợi 1983 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh? Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Quý Hợi gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao này chủ về thị phi, hao tài, ảnh hưởng cho nam mạng nhiều hơn, nên nữ tuổi Quý Hợi không phải quá lo lắng. Sao La Hầu sẽ gây khó khăn đối với tuổi Quý Hợi 1983 có tính hiếu thắng, tự mãn. Còn nếu là người biết đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, khiêm tốn với tài năng của mình thì gặp thử thách nào cũng hóa nguy thành an, được mọi người kính nể và hỗ trợ. Vận hạn nữ mạng tuổi Quý Hợi 1983 trong năm Giáp Thìn 2024. Nữ mạng tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương. Đây là hạn về thị phi, tai tiếng, tinh thần. Vì thế bản mệnh nên tu dưỡng nội tâm tích cực, sống hết mình trong hiện tại, không lo lắng tương lai cũng không hối tiếc về quá khứ, giữ tâm thái bình tĩnh thì cuộc sống sẽ bình yên. Cổ nhân dạy, phúc từ tâm mà đến, họa từ miệng mà ra. Lời nói của một người thể hiện trái tim của người đó, đồng thời có thể làm thay đổi vận mệnh của cả người nói và người nghe. Người khéo ăn nói, biết đối nhân xử thế sẽ dễ có được mọi sự như ý. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của nữ Quý Hợi trong năm 2024 là Hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây. Năm có vận niên này thì mọi cố gắng, nỗ lực đều sẽ đạt được kết quả. Chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc thì may mắn sẽ đến. Trong năm này, bản mệnh sẽ được mọi người tin tưởng và hợp tác trong công việc sự nghiệp. Do đó, hãy giữ chữ tín, làm việc thật cẩn thận theo kế hoạch đề ra thì mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao La Hầu và hạn Diêm Vương, nữ mạng tuổi Quý Hợi nên tu tâm dưỡng tính, khởi tâm làm việc tốt để tích đức cho mình và con cháu. Khi phước báu được tích lũy đủ lớn, gặp khó khăn sẽ được hóa giải. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể thực hiện lễ cúng sao giải hạn vào đầu năm, tại nhà hoặc tại chùa để tâm lý vững vàng, cầu những điều may mắn. Nghi thức trang trọng, lễ vật thành tâm sẽ được ơn trên trứng giám. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy lục tài về tử vi của tuổi Quý Hợi, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.